Thấy những người đi nhận cho lâu lâu cháu đi ngang qua, tôi thấy nhiều bác nói đó, toàn là xe mấy chục ngàn đô la không à, chứ không phải là mấy người nghèo. Thế thành ra nó nhiều khi là nó đi về vui, nó đi về thế này thế kia đó, thành ra để mà gặp lại là cái sự là điên rồ, cái sự mà chửi bới của ông Nam Quang đó nào. Tôi thấy thì là nó có những cái chưa ông ấy chửi đù mẹ đù cha rồi các thứ gì đó nào, thì đều là nó dịch ra tiếng Việt, nó dịch ra tiếng Anh hay là cái gì đó. Nhưng mà thưa bác, trở lại cái chuyện ngộ nhận đó, là ý cháu muốn nói là vậy đó, tức là cháu không phủ nhận cái giá trị của Trương Quốc Huy, cái kênh M10 TV như bác nói. Bây giờ anh có 1 triệu view, hồi xưa tôi muốn quảng cáo để có 1 triệu người xem thì tôi phải trả mấy chục ngàn đô la, đúng không ạ? Bây giờ tôi lên tôi ngồi nói chuyện với anh là tự nhiên có cả 1 triệu người xem tôi. Thì nếu mà bác là mình là có doanh nghiệp, mình có sản phẩm, mình muốn quảng cáo thì mình muốn được lên nói chuyện với Trương Quốc Huy chứ, tại vì có cả 1 triệu người xem mình. Đúng, thì cháu không phủ nhận cái giá trị, cái vai trò đó, giá đúng trị không thương mại. Dạ vâng, nhưng mà ý cháu nói, nhưng mà giống như Nam Quang cũng vậy thôi, Nam Quang cũng có cái kênh YouTube, thì Nam Quang cũng giống như Trương Quốc Huy, mặc dù không thể so sánh bằng cái số lượng người xem, nhưng mà đại khái là cũng có thể hiểu được cái giá trị, cái vai trò của Nam Quang. Bởi vì cháu nói, tức là anh có tài chửi, anh dám chửi, anh không sợ bị quýnh, không sợ người ta khinh bỉ anh khi anh chửi thề văn tục, nói léo, mất dạy, hỗn hào, côn đồ, đúng không ạ? Thứ hai là anh có kênh YouTube, thì giống như cháu nói đó mà, anh cũng có cái vai trò, cái chỗ dùng, như là khi mà anh lên anh chửi giùm tôi như vậy là anh cũng giải quyết được, là anh bôi nhỏ, anh nhục mạ đối thủ của tôi có bao nhiêu ngàn người nghe, đúng không ạ? Thì cũng có chỗ hữu dụng. Nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó, từ cái chỗ anh chửi mướn mà để vì vậy mà ngộ nhận nó, thằng này nó làm phó thị trưởng cho mình, hai cái nó khác nhau. Bác hiểu cháu nói, giống như cháu nói, Trương Quốc Huy bây giờ có cái chương trình có 1 triệu người xem, thì quý vị cứ việc khai thác cái giá trị, cái sự hiếu dụng đó. Nhưng mà để mà tôn Trương Quốc Huy lên làm lãnh tụ chống cộng, lãnh đạo tinh thần, thì cái chuyện đó quý vị phải xét lại. Bác hiểu đó mà, coi cái trình độ của anh chàng này, kiến thức của anh chàng này, viễn kiến của anh chàng này, cái những cái hướng đi, những kế hoạch, những cái sách lược, hoặc là những cái triết lý gì của anh ta. Chứ không phải vì anh ta có 1 triệu view mà quý vị đổi anh ta lên đầu, tôn anh ta là lãnh tụ. Có hiểu chứ không? Nam Quang cũng vậy thôi, anh có kênh YouTube, anh có người hâm mộ, người xem anh dám chửi, anh biết chửi, không có nghĩa là anh xứng đáng làm phó thị trưởng thôi bác. Nó có cái để mà mình có cái đây không phải là cái vấn đề mà làm một cái so sánh nó sai, nhưng mà cái câu chuyện nó là thế này, ví dụ như là Trương Quốc Huy chẳng hạn, khi mà anh ấy có 1 triệu view và một cái nút vàng gì đó, thì tôi thấy rằng thì là anh ấy mời anh em ăn tiệc, dạ đúng, và mời anh em ăn tiệc, anh ấy chọn cái địa điểm là cái cổ thành của thần Kim Quy, chứ hắn ấy không có ăn ở những cái chỗ dành ra chọn chỗ này chỗ kia, bây giờ đây dư đủ tiền để mà ăn ở chỗ này chỗ kia đó. Nhưng mà tôi thấy rằng một trong những cái thông điệp của hắn ấy là hắn ấy lên trên cái địa điểm cổ thành của cái thần của cái thần cổ loa, thành cổ loa, thành cổ loa thì trong sự tích Việt Nam là cái thành đó là người ta cho một cái móng của ông thần Kim Quy để mà nổi lên là cứu được nước hay là gì đó, bị Châu Trọng Thủy rồi đó vân vân. Thành ra đó tôi cho rằng Trương Quốc Huy nó cũng có một cái trình độ
cháu cũng phụ nhận anh ta không có phải cái là, không phải là có cái nhiệt huyết, có cái đam mê à, không nhưng mà lần trước bác nhớ cháu dùng cái từ absolute đâu à, khi mà cháu nói trình độ đây là trình độ absolute, tức là ít nhất cân đo đong đếm được à, không thì đòi hỏi hắn ấy là một cái trình độ nào đó cái nhà tu à, hay là ờ không bác, bây giờ cháu mà cái mà cháu lên án những người như Trương Quốc Huy á là thật sự nó có mầm mống từ lâu lắm rồi. Cháu nghĩ nó có liên quan đến cái văn hóa của Việt Nam mình, như bác nói là chí phèo á. Tại sao cháu, như bác nói cháu rất cù toàn đúng không ạ? Cái vấn đề nó là nguyên tắc, nó rất là quan trọng. Bác làm truyền thông bác hiểu đúng không ạ? Bác nhớ hồi xưa dạy dù cái căn bản của những người làm truyền thông chân chính mà đúng đúng nghĩa đó là mình phải phối kiểm, đúng không bác? Tại vì mình đưa tin 1000 lần giống như bác sĩ vậy đó, thì 1000 lần phải chính xác hết. Còn cái chuyện những cái đứa mà buôn dưa lê đó bác, thì nó nói cho vui để mà được tạo sự hào hứng, tạo sự đồng cảm á, thì cứ nói cho có, nói cho sướng miệng. Thì đôi khi cháu xin lỗi, giống như Nguyễn Phương Hùng á, nói 10 chuyện thì nhiều khi là đúng được 2-3 chuyện, không nói thì hơi quá, đúng được 8-7-8 chuyện là chật lất cái 2-3 chuyện. Bác đồng ý chóng ạ? Nhưng mà như vậy nó rất nguy hiểm. Bác biết ý chóng ạ? Tại vì khi mà mình đã thu nhận những cái thông tin đó vô trong não của mình, vào cái trí, cái kho, cái bộ nhớ của mình, mà mình không sàng lọc, không phân biệt được cái nào là chân trí thức, đúng không ạ? Chân trí thức, thông tin, sự thật, mà mình coi như là giống như mình ăn tạp đó bác, thì nó rất nguy hiểm. Bác hiểu chứ không ạ? Mà cho thấy những cái người Việt mình, cho thấy những người làm truyền thông Việt Nam xưa, hồi xưa đó rất là cụ thể. Mình không hiểu, bác nhớ là có người nói ông Goebbels là cái chủ trương đường lối của ông á là muốn là tuyên truyền ở gì, mình tạo ra những cái cơ sở cơ quan truyền thông trong lòng địch, đúng không ạ? Mình giả danh cơ sở cơ quan truyền thông, mình đưa tin thật 6-7 lần, mình chỉ cần lồng vô những cái thông tin có lợi cho mình 2-3 lần không là mình đã thành công rồi. Cái đó cháu đang nói là tuyên truyền, là bịp bợm, là mị dân đó. Còn cái này mình tự động, mình tự gì bác, coi như là mình tự nguyện, mình ăn tạp, là mình không sàng lọc. Bác hiểu là những cái thành phần này nó không có khả năng, hoặc là nó không có cái tự trọng, cái tinh thần trách nhiệm tự giác để mà nó phối kiểm, nó không có khả năng để nó sàng lọc. Bác hiểu chứ không ạ? Có nghĩa là nó chỉ cần view thôi. Thành ra giờ nó lên nó bạ đâu, nó nghe cái gì là nó phải lên, nó chi qua liền để nó có view. Thì nếu mà mình phân biệt được cái đó chỉ là giải trí cho vui thì ok, bác hiểu chứ không ạ? Nhưng mà nếu mà quý vị ngộ nhận, quý vị cho rằng là đây là cái nguồn tin hàng ngày của quý vị, thì vô hình chung quý vị tự đầu độc mình bằng những cái thông tin. Cháu không nói 100% láo xạo nha, nhưng mà cháu nói chỉ cần 2-3, tức là 10 chuyện, 2-3 chuyện là coi như là ngu dốt, tức là vì cái trình độ nó đến đó thôi, có hiểu không ạ? Nó chỉ biết đến đó thôi, nó nói quý vị nghe, quý vị tưởng là đúng, tưởng là thật, giống như Nguyễn Phương Hùng vậy đó. Nhưng mà hoàn toàn là cái người có hiểu biết, người ta nghe xong là người ta biết là quý vị không có biết con mẹ gì hết á. Tức là quý vị nói chỉ nói cho có thôi, nó không nắm được vấn đề. Bây giờ điều kiện nào để làm truyền thông bây giờ? Bởi vì cháu mới nói là quý vị phải phân biệt được cái mà các thằng nó nói đồng điệu với mình, là nghe cho sướng tai, không khác gì mình đi nhậu. Có hiểu không ạ? Còn cái thông tin, cái nguồn thông tin thì như nãy cháu nói đó, là có những cái cơ quan truyền thông chính thống. Nếu mà quý vị theo đảng Cộng Hòa thì quý vị nghe Fox, còn không nó có New York Times, nó có LA Times, nó có CNN. Không bác, những cái người đó là người ta phải có những cái nền tảng, có cái trách nhiệm. Bây giờ cháu xin lỗi bác, những cái cơ quan truyền thông đó, không bác, những cái cơ quan truyền thông đó, như bác nhớ bà vợ ông Trump, ông bà thưa BBC phải bồi thường cho bà bao nhiêu triệu đô la. Có nghĩa là không bác, họ có trách nhiệm và họ phải, vì cái sự mà họ có tóc đó, họ rất là cẩn trọng. Như bác thấy bà Đào Nương không? Mình có tờ báo đàng hoàng, mình viết bậy viết vạ là mình có thể mất tài sản, bị thưa kiện, bị bồi thường.
Còn những cái thằng bá vơ như ngu kỹ mà quý vị nghe nó nói xong rồi quý vị cho nó là chân lý là ánh sáng, là mình ngu dốt, mình tự đầu độc mình. Tại vì những cái thằng này nó bất cần. Mình tự ngu dốt, mình tự đầu độc dạ, mình. Vậy thì là mình phải tự sàng lọc mình. Đúng, cháu chỉ nó nói cái gì kệ mẹ nó. Đúng. Không, cháu không có nói đừng nghe tụi nó nói, cháu chỉ nói là mình phải hiểu được cái vấn đề. Đúng rồi, bao giờ người ta cũng nói như thì là nếu anh bảo thì là nó ngu dốt, nó định đầu độc, nó âm mưu, nó được người ta thuê để mà gì, thì anh tắt đài đi, tôi đâu có bắt anh nghe. Không, tôi. Cháu vẫn nghe tụi nó nhưng mà mình nghe tiếng Anh nó gọi là with a grain of salt. Là mình nghe mình phải biết được đúng không ạ? Cái nào là cái nguồn tin để mình thu nhận. Vậy thì từng chúng ta có trách nhiệm đối với chúng ta. Dạ đúng. Chứ còn bây giờ chúng ta trách BBC rồi trách KBC hải ngoại, trách N10. Thì cái câu chuyện này thì là bây giờ anh đòi hỏi một cái tiêu chuẩn quá cao mà chưa chắc là BBC đã là tiêu chuẩn cao, chưa chắc là Fox News. Không bác, như bác nói CNN là tức quá là cao. Nếu mà cái người nào xem nhiều sẽ biết đúng không? Fox thì đương nhiên họ sẽ nói không những kể, gì có không, lợi không, cho không, Cộng Hòa không, CNN kể, nó kể, sẽ kể, nói kể, có kể, lợi không, cho dân chủ. Nhưng ít nhất những cái đó là những cái cơ quan truyền thông chính thống. Ý cháu nói là sao? Thứ nhất họ có tóc, đúng không ạ? Họ có cơ sở, họ có vốn liếng, họ có nhân viên, thành ra họ có trách nhiệm. Đấy mới là cái bọn còn nguy hiểm nhất, bởi vì chứng cứ là nó đã bao nhiêu lần bị kiện, đã bao nhiêu lần ai thuê nó là thằng thuê, nó cũng lại là một thằng đâm thuê chấm mướn. Cháu vẫn không nói họ là chân lý hoàn toàn, nhưng mà ít nhất ý cháu nói là như hôm qua Phúc có giải thích đúng không ạ? Mình phải hiểu cái sự là sự kiện là một chuyện, còn phân tích nhận định lại là chuyện khác. Đúng đúng không ạ? Tức là như cái sự kiện nó xảy ra rồi, bác có thể phân tích đưa ra ý kiến theo cái nhìn của bác, đúng không ạ? Để mà ủng hộ ông Trump lên án ông Biden, cháu có thể nhìn vô cháu lại ủng hộ Biden lên án ông Trump. Cái đó là cái quan điểm của cháu với bác. Còn cái sự kiện, ý cháu nói đây là sự kiện, thì cái tụi những cái cơ quan truyền thông chính thống họ không thể đặt điều bịa chuyện, họ không dám đặt điều bịa chuyện. Bác hiểu cháu nói mà, nó không dám dựng chuyện. Và bản thân cháu cũng vậy, cháu không dựng chuyện. Mình có quyền mình trình bày cái quan điểm của mình theo cái cách nhìn của mình. Thì nó là cái tương đối mà thôi. Đúng, thì nó cũng chỉ tương đối thôi. Dạ. Còn cải đạo mà có đòi absolutely không gì đó. Nhưng mà giống như cháu nói, nhưng mà cháu đã kể như Trần Nhật Phong có một lần cháu vô tình cháu bật lên cháu nghe, mà cháu nghe là cháu biết là thằng này nó đang đọc cái tin trên mạng, bác hiểu không? Nó chỉ đọc những cái tít rồi nó nói lại thôi. Nó nói là ồ bây giờ là cái Covid là do một người đàn ông tạo ra. Cháu nghe cháu buồn cười, cháu nói mẹ mày đọc như vậy là người ta nói là cái này là man made. Man là cái số singular á bác, singular á, M-A-N đó. Man made mà nó gạch nối nữa. Dạ vâng, mà cái đó số ít. Thì nó thằng này nó tự nó dịch hay, nó là một người đàn ông làm ra chứ không phải nhiều người làm ra, bác hiểu không nè? Cho nói mẹ cái này nó là nhân tạo, bố ơi mẹ mày ngu mày không biết tiếng Anh thì mày câm đi. Rồi bác biết nó nói sao? Nó là nhưng mà vẫn chưa tìm ra cái khẩu súng nào có thể bắn chết con vi trùng này. Cho nói mẹ bố, người ta nói nhưng mà cái này là nó là nhân tạo, nhưng mà chưa có cái smoking gun evidence. Smoking gun á là cái bằng chứng không thể chối cãi để mà quy kết cho là Vũ Hán hay là ai, đúng không ạ? Tức là người ta nói là cái này là nhân tạo, nhưng mà không biết là không có bằng chứng để kết tội cái quốc gia nào tạo ra cái vi trùng này, bác hiểu không? Mà thằng này nó dịch nó lấy nhưng mà không biết chưa tìm ra súng nào để bắn chết con vi trùng này. Thì cháu nói mẹ mày như vậy mà mày đi làm lãnh tụ truyền thông của người Việt thì chết mẹ rồi. Đó là một trong những lãnh tụ. Thì bởi vậy thì cháu thưa bác, dạ vâng, những cái người ngu dốt thì không biết gì hết, thì nghe thằng này nó nói thì cứ cúi đầu là tung hô nó thôi. Chứ còn như cháu với bác mà nghe là biết là tẩm tông tông là mày ngu mà mày đi mày xứ mù thằng chuột làm vua mày đi mày lòe người ta. Và đấy mới là cái đấy là cuộc đời này